Xin chào quý vị khán giả của chương trình Bếp Việt. Hôm nay tôi rất hân hạnh được giới thiệu với khán giả món bánh xác lốp, là một trong những món bánh cổ truyền của Pháp đã có từ thế kỷ 17. Đến nay thì đã cải biến rất là nhiều. Và ngoài ra trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh giới thiệu bạn Phạm Quốc Hoàn, một sinh viên trường giao thông vận tải nhưng rất là yêu thích nghệ thuật làm bánh. Bạn Hoàn đã học qua một lớp bánh tại trung tâm Institute Class. Trong quá trình bạn học đến loại bánh này chưa? Em đã được học rất nhiều loại bánh nhưng chắc là một loại bánh mới và hôm nay em sẽ học. Phạm có thể cho biết là để làm một bánh xác lốp chúng ta cần những nguyên liệu gì ạ? Để làm món bánh xác lốp sô-cô-la chúng ta cần sô-cô-la, bánh sampa, rượu rum, cà phê, kem tươi, bơ, đường và sữa. Và chúng ta có thể thấy rằng là có một số dụng cụ cần thiết để làm bánh không anh? Vâng, xin giới thiệu với khán giả dụng cụ gồm có khuôn làm bánh, phới, giấy nén chống dính, chổi để ra quét bơ và dụng cụ để trộn kem. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bánh xác lốp sô cô la. Hoàn hãy thái nhỏ sô cô la này. Hình như là sô cô la này mình để nó mềm một chút thì thái dễ hơn đúng không? Đúng, sô cô la trước khi mình làm thì mình để ra ngoài nhiệt độ bình thường cho nó ở trạng thái mềm thì mình sử dụng sẽ rất là dễ dàng. Chúng ta đun sôi sữa rồi cho bơ vào làm chảy cùng. Vậy là khi mà bơ đã tan chảy trong sữa rồi rồi ta dùng hỗn hợp sữa và bơ đã đun chảy để rộn vào sô cô la. Chúng ta đổ 1/3, sau đó ta làm chảy dần dần và đổ tiếp. Khi chúng ta ngoáy chúng ta chú ý để cho sô cô la chảy mượt đều. Ta ngoáy nhẹ nhàng, không để cho sô cô la bắn tung tóe ra. Ta ngoáy cho đến khi sô cô la chảy hết. Hoàn đi học rồi chắc là biết từ đến khâu mà chúng ta học sau khi chúng ta tự thực hành, đó là cả một sự khoảng cách đúng không? Vâng, đây nó phải thì kiểu cũng khá là lâu thì có thể bắt đầu làm bánh lên đầu nhưng mà cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Bây giờ chúng ta sẽ đánh kem tươi bông lên để trộn với cả hỗn hợp này. Để đánh được kem bông đầu tiên chúng ta phải để lạnh kem khoảng 2 tiếng trong tủ lạnh. Sau đó ta đánh tốc độ chậm và tăng dần lên để kem tạo độ bông. Đánh được 1/2 quá trình chúng ta bắt đầu cho một cái đường vào để cho kem có độ mỏng. Món bánh của chúng ta đông được và kết dính được và để nó khi đổ ra món bánh có một cái hình rất là đẹp, ta phải dùng một chất kết dính, đó là gelatin. Để sử dụng cái gelatin ta ngâm lạnh, sau đó ta làm chảy bằng cách 1. Đun trên bếp cho chảy, 2. Là ta bắn trong lò vi sóng làm chảy. Và bây giờ ta sẽ trộn cái gelatin đã chảy với hỗn hợp sô-cô-la. Với cái định lượng sô-cô-la này thì mình dùng bao nhiêu gelatin là vừa anh? Với cái định lượng này thì ta dùng 4 lá gelatin là sẽ đủ để đông được món bánh của chúng ta. Có phải cái định lượng gelatin thì nó không tùy thuộc vào mùa thời tiết phải không? Ví dụ như mùa đông thì có thể cần ít hơn do thời tiết nó lạnh, nó không bị chảy nhanh. Đúng, ở Việt Nam thì chúng ta rất là nóng. Khi món bánh của chúng ta trên một bàn tiệc hoặc trên một bữa ăn gia đình, nếu ta bày cái món bánh đó rất là lâu thì món bánh sẽ rất nhanh bị chảy, cho nên ta phải tăng cái lượng gelatin lên một chút. Trên thị trường thì em thấy có rất nhiều loại chocolate khác nhau và cái phần trăm
đường trong cái cao nó khác, thì mình ở đây mình dùng loại nào thì tốt nhất? Những cái loại sô cô la mà ta hay nhìn thấy là những sô cô la ăn thì tốt hơn, còn ta hãy dùng một cái loại sô cô la chuyên dụng để làm bếp, đó là loại sô cô la của mình. Họ đóng thành những tảng nửa cân hoặc một cân. Ta dùng những cái loại sô cô la đó thì ta rất là dễ chế biến. Hàm lượng cacao trong những cân sô cô la đó vào khoảng độ 50-60% cacao. Là đồ đắng rất vừa phải phù hợp với người Việt Nam. Ta bắt đầu trộn kem vào sô cô la. Ta cố gắng làm sao mà vét hết được cái sô cô la ở dưới lên để cho nó đều cả cái kem. Trong lúc trộn thì ta chú ý một điều rất quan trọng là cái nhiệt độ của sô cô la. Nếu như nhiệt độ của sô cô la quá nóng thì ta nên chờ một chút cho sô cô la nguội bớt đi. Kem tươi mà gặp nhiệt độ nóng quá thì sao? Kem tươi mà nhiệt độ nóng quá thì nó sẽ bị bớt tách ra hoặc là bị mất cái độ bông cứng của nó đi. Đúng, chính xác. Và sẽ làm giảm cái độ bông của bánh. Ta trộn đều, đừng quá nhanh là kem sẽ bị vỡ, chảy. Và cái sô-cô-la của mình nó hòa tan đều trong cái kem tươi. Nếu như trong số quý vị các bạn có ai đó mà chưa từng làm bánh bao giờ, chúng tôi xin giải thích thêm một chút về một số thành phần cơ bản trong làm bánh. Đó là cái kem tươi. Đây hoàn toàn không phải là kem tươi mà chúng ta vẫn ăn đâu, mà là kem tươi để dùng để cho các loại bánh hay là để chế biến thực phẩm. À, cho nên là cái thành phần của nó là gồm có chủ yếu như anh Sáng vừa nói, thành phần của kem tươi là gồm có sữa. Gồm có chất béo và sữa, kiểu như vàng sữa nhưng mà nó là chất béo và sữa. Cái món bánh của chúng ta tạo thêm một cái hương vị, đó là rượu rum. Ta cho một thìa trong lúc hỗn hợp đã được trộn. Nếu mà mình không có rượu rum thì mình có thể thay thế bằng các loại rượu nào? Mình có thể thay thế bằng một số loại rượu chiết xuất từ hoa quả, ví dụ như rượu của từ quả lê, hoặc là rượu chiết xuất từ vỏ cam, ví dụ như rượu cam manh, để nó tạo thêm hương vị thơm cho bánh. Chúng ta đã có một cái hỗn hợp của nhân bánh xác lốt sô cô la. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời cất cái hỗn hợp của chúng ta vào tủ lạnh một vài phút để ta chuẩn bị khuôn bánh. Trong quá trình chúng ta làm bánh thì ta để một chút bơ vào một bát nhỏ và để ở bên ngoài nhiệt độ bình thường, bơ sẽ chảy ra, sẽ mềm ra, và ta lấy một cái chổi, ta sẽ quét vào khuôn bánh. Làm thế thì có tác dụng gì ạ? Có tác dụng là khi mà ta đổ bánh ra thì rất là dễ, và lúc mà ta chưa đổ bánh thì bánh sẽ được kết dính vào khuôn. Bây giờ ta sẽ quyệt bơ vào thành khuôn. Ta sẽ cắt bánh một chút cái đầu này đi để cho dựng được dễ dàng. Trước khi ta dùng bánh vào lót khuôn, ta sẽ trộn cà phê với siro đường. Bây giờ ta sẽ nhúng bánh và lót vào khuôn. Ta nhúng cái mặt không có đường. Siro thì mình nên dùng loại nào? Siro thì ta dùng loại rất là đơn giản, ta có thể đun 200g đường với 300g nước, đun sôi, ta để nguội, ta sẽ có được một cái siro để ta sử dụng vào rất nhiều món bánh khác nhau. Quý vị và các bạn đang theo dõi cách làm món bánh xác lốt. Vừa rồi thì anh Sáng đã thực hiện xong phần làm kem cũng như là phần khuôn của bánh xác lốt sô cô la, và sau đây anh Sáng sẽ tiếp tục với phần xác lốt dâu. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp nhé. Để làm món bánh xác lốt dâu thì chúng ta cần những nguyên liệu là kem tươi, dâu, bánh sampa, bơ, đường.